Chào các em, thầy là Đạo Đức và đây là VTC Academy. Thì ở video lần trước thì thầy đã hướng dẫn các em cài đặt Visual Studio Code và GCC để bắt đầu lập trình cơ bản với C. Thì ở video lần này thầy sẽ hướng dẫn các em những cái cài đặt cơ bản của cái Visual Studio Code. Thì Visual Studio Code là một code editor rất là tuyệt vời. Nhưng mà một trong số những cái tạo nên cái tuyệt vời của Visual Studio Code chính là các cái extension. Thì các extension này là các phần mở rộng, nó hỗ trợ cho cái việc lập trình của các em ở trong rất là nhiều các cái ngôn ngữ. Đó, nó là các cái công cụ làm tăng cái hiệu suất trong cái quá trình lập trình của em. Đấy, thì với C thì đây là giao diện của Visual Studio Code. Thì ở trong Visual Studio Code này, trong giao diện này các bạn vào cái phần extension, đây cái biểu tượng extension ở ngay dưới này. Thì Visual Studio Code sẽ hướng dẫn liệt kê ra một loạt các cái extension đây, ví dụ như extension phổ biến này, popular này. Đấy, rồi các cái extension khuyên sử dụng. Thì các extension này thì hỗ trợ nhiều công nghệ, nhiều loại ngôn ngữ lập trình. Ở đây chúng ta bắt đầu với C thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cài hai cái extension cơ bản. Đấy là extension C, C cộng và extension Code Runner. Thì các bạn ở trong cái khung search này, các bạn nhập cái tên của cái extension các bạn cần. Ở đây là C, C cộng. Thì sau khi search xong thì các bạn click vào cái extension đó. Đấy. Và bấm Install. Các extension này tương đối nhẹ cho nên thời gian cài đặt rất là nhanh. Sau đấy thì Visual Studio Code sẽ yêu cầu các bạn reload lại để active cho cái extension này nó hoạt động. Thì chúng ta bấm reload. Cái extension thứ hai mà chúng ta nên cài khi sử dụng Visual Studio Code đấy là extension Code Runner. Đây là một cái extension sẽ giúp các bạn run nhanh cái code của các bạn. Thay vì việc phải gõ câu lệnh thì chúng ta chỉ cần bấm nút ở trên màn hình là có thể sử dụng được. Thì ở đây sau khi cài xong thì chúng ta cũng bấm reload để active. Đây là hai extension cơ bản để phục vụ cho cái việc học. Thì Code Runner này không chỉ hỗ trợ C mà còn hỗ trợ rất là nhiều các ngôn ngữ lập trình khác từ C# C cộng cộng JavaScript, rất là nhiều các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ hết. Thì đấy là hai cái extension cơ bản. Tiếp theo là thầy nói một chút về cái phần setting của Visual Studio Code. Đây, nó nằm ở dưới góc bên trái màn hình của các bạn, cái biểu tượng cái bánh răng. Thì các bạn khi các bạn bấm vào đây, ở trong setting này thì các bạn có thể thay đổi được một số cái. Ví dụ như với color theme, ở đây thầy đang dùng theme màu tối, các bạn có thể thay đổi màu, ví dụ như đổi sang màu sáng nếu bạn nào thích màu sáng. Đây có các cái màu hỗ trợ sẵn. Ở trong phần setting của Visual Studio Code thì có rất là nhiều. Một loạt các cái menu setting từ các cái text editor này, workbench, window. Thì ở đây các bạn có thể thay đổi được các cái thiết lập cơ bản, ví dụ như là các bạn font size chẳng hạn, các bạn có thể tăng font size. Các extension này, các cái setting này thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên cái thanh công cụ này, các bạn search các cái tìm kiếm mà các bạn cần hoặc là bấm vào cái phần ở bên trái này, nó sẽ liệt kê ra rất là nhiều các cái setting để cho các bạn chỉnh sửa. Thì có một vài cái setting cơ bản mà thầy nghĩ là chúng ta nên nên cài đặt từ ban đầu. Đấy là chúng ta setting cho cái extension Code Runner này. Thì chúng ta setting như thế nào? Các bạn vào setting, các bạn search Code Runner. Thứ nhất là chúng ta chuyển cái phần Run in Terminal. Đấy, các bạn search Code Runner Run. Ở cái setting là Code Runner run in terminal này chúng ta sẽ tích vào cái ô vuông này. Đây. Thì code của bạn sẽ được tự động chạy trong terminal. Cái thứ hai, đấy là thường khi các bạn code xong thì trước khi chạy thì chúng ta cần phải lưu cái file lại, đúng không? Thì mới chạy được. Vậy thì code runner hỗ trợ cho các bạn cái setting để tự động lưu file khi các bạn chạy. Đây. Các bạn search là coderunner.save. Đấy, save all file before run và save file before run. Các bạn tích vào cả hai cái này. Đấy, ok. Thì đây là những cái setting mà của cái extension Code Runner mà thầy nghĩ là các bạn nên sử dụng.
Đây, sau khi các bạn cài code runner xong thì ở trên khi các bạn tạo ra một cái file mới, ví dụ thầy new một cái file bất kỳ, thì các bạn nhìn thấy ở trên góc bên phải màn hình có một cái nút play, đây, hình biểu tượng nút play nhỏ nhỏ trên góc này. Đấy, các bạn bấm vào đây. Khi các bạn có viết code không chỉ C mà bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào bạn muốn build ra thì các bạn chỉ việc bấm vào đây thôi. Thầy lấy ví dụ thầy tạo một cái file, thầy tạo một cái file chấm C nhá. Đây, thầy thử cho các bạn xem. Thầy tạo một cái file. Thì đây, các bạn có thể thấy khi chúng ta run code extension được cài đặt thì chúng ta reload lại. Với cái extension này thì các bạn chỉ việc run code thôi. Chuột, các bạn bấm vào cái nút run code ở đây cũng được, hoặc các bạn chuột phải vào file code và chọn run code cũng được. Thì khi cái code của các bạn nó chưa được lưu thì các bạn nhìn thấy ở trên cái cửa sổ file ở bên cạnh cái phần tên file đấy ạ. Các bạn sẽ thấy một cái dấu tròn nhỏ nhỏ, tức là cái code này nó chưa được lưu. Khi các bạn bấm run code, code chạy thì cái file nó sẽ được lưu lại. Và đây, kết quả. Code đã được chạy. Thì đây là hai cái extension đơn giản mà chúng ta nên cài đặt khi mà sử dụng Visual Studio Code. Ngoài ra thì Visual Studio Code có các cái setting khác các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đấy là những cái cài đặt cơ bản mà tất cả chúng ta nên sử dụng. Ok, xin cảm ơn.